marius cũng đoán nhầm hình ảnh dinh van gen đột nhiên xé toan đám mù bước ra vĩ đại marius buộc miệng reo lên một tiếng vui mừng thế à thế thì cái kẻ khốn nạn ấy lại là một con người vô cùng đáng khâm phục tất cả cái gia tài ấy là của ông ta chính ông là madeleine cứu tinh của một vùng chính ông là dinh van gen người đã cứu sống gia vớt một vị anh hùng một bậc thánh không phải anh hùng không phải thánh Thét Nader nói, vẫn là một tên sát nhân, tên ăn trộm. Và hắn nói thêm, với cái giọng của một người bắt đầu thấy mình có uy tín. Ta hãy bình tĩnh. Ăn trộm, sát nhân, những danh từ mà Marius tưởng là tiêu tan rồi nay lại dội xuống đầu chàng như một gáo nước lạnh. Chàng nói, ông còn nói thế à? Lúc nào tôi cũng nói như thế. Dinh Van Gen không cướp của ông Madeleine nhưng vẫn là thằng ăn cướp hắn không giết gia vớt nhưng vẫn là kẻ sát nhân. Mariuk hỏi vặn lại, ông lại muốn nói đến vụ ăn cắp nhỏ mọn cách đây 40 năm mà người ta đã chuột lại, như chính những tờ báo của ông nói ra, bằng cả một cuộc đời ăn năn, quên mình và đức hạnh. Thưa ngài Nam Tước, tôi nói rõ là giết người và cướp của, và tôi xin nhắc lại là sự việc hiện tại. Sự việc mà tôi phát giác với ngài hoàn toàn chưa ai biết, thật là mới toanh, và có lẽ nhờ đó ngài sẽ tìm ra được nguồn gốc cái gia tài mà dinh Van Gen đã khôn khéo tặng nam tước phu nhân. Tôi bảo là khôn khéo, bởi vì tặng một gia tài như vậy để len lỏi vào một gia đình cao sang, chung hưởng cuộc đời dư dật, đồng thời giấu được tội ác của mình, giấu được cái tên của mình, tự tạo một gia đình, quả thật không vụng dại chút nào. Tôi cũng có thể có ý kiến ở đây, Mariuk bảo, nhưng thôi, ông cứ nói. Thưa ngài nam tước, tôi sẽ nói hết cho ngài hiểu còn phần thưởng thì xin tùy liệu ngài cái bí mật ấy đáng giá vàng ròng ngài có thể hỏi tôi sao anh không nói thẳng với dinh van gen cũng bởi một lý do đơn giản thôi tôi biết là hắn đã nhường lại số tiền và nhường lại cho ngài quả thật khôn khéo hắn không còn đồng xu dính túi nói với hắn hắn sẽ giơ hai bàn tay trắng ra mà tôi thì cần một số tiền để đi do gia tôi thấy nói với ngài thì tốt hơn ngài có tất cả còn hắn thì chẳng có gì tôi thấy hơi mệt, xin phép ngài cho tôi ngồi. Marius ngồi xuống ghế rồi cũng ra hiệu cho hắn ngồi. Thét ngồi xuống chiếc ghế đệm, lấy lại hai tờ báo, đút vào phong bì, rồi hắn vừa lấy ngón tay mổ mổ tờ lá cờ trắng vừa lẩm nhẩm nói, kiếm cho ra tờ báo này thật là vất vả. Thế rồi hắn khoanh hai chân, nằm ngã lưng xuống ghế, với dáng điệu của một con người tin tưởng lời mình nói, xong hắn vào chuyện một cách nghiêm trọng, dằn từng tiếng, thưa ngài Nam Tước, ngày mùng 6 tháng 6 năm 1832 cách đây chừng 11 tháng, vào ngày bạo khởi, có một người ở trong cống chính thành phố Paris, gần chỗ cống đổ ra sông Sen, giữa khoảng cầu Invalid và cầu Ý. Marius bỗng xích ghế lại gần ghế của Thét -Nader. Thét Nader. để ý đến cử chỉ đó, hắn nói tiếp chậm rãi như một diễn giả đã nắm được người đối thoại, và thấy hắn hồi hộp dưới lời nói của mình. Người ấy phải trốn tránh, vì những lý do không liên quan gì đến chính trị, đã lấy cống ấy làm chỗ ở và giữ một chìa khóa cửa cống. Tôi xin nhắc lại, đó là hôm mùng 6, lúc bấy giờ có thể vào khoảng 8 giờ tối. Người ấy nghe trong cống có tiếng động, ngạc nhiên, hắn nét mình đứng trình. Tiếng động là tiếng người đi trong tối, tiếng về phía hắn. Chuyện kỳ dị, trong cống ngoài hắn ra lại có một người khác. Cửa sắt chắn cống không xa, nhờ một chút ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa cống, hắn nhận ra được người đang đến, và thấy người này vác một vật gì trên lưng hắn ta đi long không cái người đi long không ấy là một tên tù khổ sai cũ vật hắn vác trên vai là một xác chết giết người quả tang đúng vậy còn cướp của thì là tất nhiên thôi ai giết người để chơi làm gì tên tù khổ sai ấy đi vứt cái xác chết xuống sông một việc đáng ghi trước khi ra tới cổng tên tù khổ sai đã đi nhiều đường đất trong cống và phải lội qua một cái hố sâu đầy bùn một cái hố ghê gớm Hắn có thể vứt cái xác xuống đấy nhưng ngày hôm sau phu dọn cống sẽ trông thấy người bị ám sát, đó là điều mà hắn không muốn. Hắn tính vượt qua hố lầy vẫn là hơn, và vượt với cái khối nặng trên vai, chắc hắn đã phải cố gắng phi thường. Không có trường hợp nào người ta lại liều mạng hơn, tôi không hiểu làm sao mà hắn lại có thể thoát được mà không chết ngập ở đấy. Marius xích ghế lại gần hơn. Hetnader thừa dịp đó thở một hơi dài và nói tiếp, "Thưa ngài nam tước, cái cống không phải như quảng trường cham mát. Ở đó, cái gì cũng thiếu, thiếu cả chỗ đứng. Khi có hai người trong cống tất nhiên họ phải gặp nhau. Họ đã gặp nhau. Chủ nhà và khách qua đường thế tất phải chào nhau, cả hai đều miễn cưỡng. Người qua đường bảo chủ nhà, anh đã thấy tôi mang cái gì trên lưng rồi, tôi phải ra khỏi đây, anh có sẵn chìa khóa đưa tôi. Tên tù khổ sai ấy vốn khỏe ghê gớm. Đừng có hồng mà từ chối hắn. Tuy vậy người kia có chìa khóa cũng vờ thương thuyết, để có thì giờ quan sát người chết, nhưng anh ta không trông thấy gì lắm, chỉ biết là người chết còn trẻ lắm, ăn mặc chỉnh tề, ra vẻ người giàu sang, mặt mày bê bết máu, không nhận ra được. Vừa nói chuyện, hắn vừa tìm cách lén lút nép phía sau mà xé rứt đi một mảnh áo của người bị giết, mà tên sát nhân không hay. Tan vật, ngài hiểu chứ, tan vật để phục hồi dấu vết và vạch tội cho tên sát nhân hết chối hắn nhét tan vật vào túi, mở cống cho người kia ra với cái nợ trên lưng, đóng cổng lại rồi tẩu, không muốn liên can đến chuyện sau, và nhất là không muốn có mặt ở đấy khi kẻ sát nhân vứt người chết xuống sông. Ngài hiểu rồi chứ? Người mang xác chết là Dinh Van Gen, người có chìa khóa được mang vinh dự hầu chuyện ngài đây, còn mảnh áo. Thét Nader kết thúc câu nói bằng cách rút ra trong túi một miếng dạ đen rách sơ, đầy những vết sẫm, hai tay giơ lên ngang mặt miếng dạ cầm rón nhẹ giữa hai ngón tay cái và hai ngón tay trỏ Marius bỗng đứng lên mặt xanh nhật hơi thở yếu ớt mắt đăm đăm nhìn mảnh dạ đen không nói một lời mắt không rời muộn vải chàng lùi về phía tường giơ hai tay ra đằng sau sợ cái tường tìm chiếc chìa khóa của cái tủ bên lò sưởi tìm được chìa khóa chàng mở tủ thọc cánh tay vào ngăn tủ không nhìn mắt ngơ ngác vẫn không rời muộn vải mà thét nader giơ trong tay trong khi đó thét nader vẫn nói tiếp Thưa ngài Nam Tước, tôi có lý do vững chắc để cho rằng người trai trẻ bị ám sát là một người ngoại quốc triệu phú bị dinh van gen gạt vào bẫy, người đó chắc phải mang một số tiền lớn. Người trai trẻ là tôi, Marie và đây là cái áo. Nói rồi chàng ném xuống đất một chiếc áo đen cũ kỹ và đầy vết máu. Sau đó chàng giật mụn dạ ở tay Thét Nader, quỳ trên áo và ghi mụn dạ rách ấy vào chỗ vạt áo bị xé. Mụn dạ rách khớp đúng với miếng áo bị xé, chiếc áo lại như nguyên vẹn thét đứng trơ như phỏng đá hắn nghĩ thầm hoảng thật marigut đứng lên người rung động vừa thất vọng vừa nở mày nở mặt vui mừng chàng lật túi áo và giận dữ tiến về phía thét đơ, giơ vào tận mặt hắn dí vào mặt hắn một nắm tay đầy những giấy bạc năm trăm và một nghìn anh là một tên khốn kiếp anh là một kẻ nói dối một đứa vu khống một thằng đẻo cán. Anh đến buộc tội cho người ta, lại hóa ra thanh minh cho người ta, lại hóa ra làm cho người ta vinh quang. Chính anh là kẻ cấp, chính anh là đứa sát nhân. Chính bắt tôi đã trông thấy anh, Thetnader Zondertet, -đơ -đơ trong cái tổ quỷ ở Đại lộ Hospital. -tô. Tôi biết khá đủ về anh để tống anh vào nhà lao khổ sai, hoặc đi xa hơn nữa cũng được, nếu tôi muốn. Đây, một nghìn franc, đồ vô lại. Rồi chàng ném tờ một nghìn cho Thetnader. À. Yonder Đồ lưu manh ti tiện. Anh phải nhớ lấy bài học này, quân chuyên buôn bán chuyện kính, quân đầu cơ bí mật, quân sụp sạo bóng tối, đồ khốn nạn. Cầm lấy 500 franc này rồi biến đi. Waterloo che chở cho ngươi. Thết Nader lào bào, Waterloo. Rồi hắn đút tờ giấy 500 và tờ giấy 1.000 franc vào túi. Phải rồi, đồ sát nhân. Ở Waterloo ngươi đã cứu sống một vị đại tá một vị tướng. Thetnader vừa nói vừa ngẩng đầu lên. Đại tá thôi. Marius trả lời giận dữ, nói tướng thì một trinh ta cũng không bỏ ra. Thế mà ngươi đến đây làm những việc ô nhục. Ta bảo cho nhà ngươi biết là ngươi phạm đủ tất cả những tội ác trên đời. Bước đi, bước khuất mắt ta đi. Cố mà sung sướng, ta chỉ muốn thế thôi. Ồ quái vật. Đây là ba nghìn răng nữa. Cầm lấy. Ngày mai xéo ngay sang châu Mỹ với con gái ngươi, còn vợ ngươi thì chết từ bao giờ rồi quân nói dối gớm ghiếc. Ta sẽ lo liệu cho nhà ngươi lên đường, quân ăn cướp, ta sẽ cấp thêm cho 20.000 franc lúc ngươi đi. Đi đi, đi tìm giá treo cổ ở chỗ khác đi thôi. Thưa ngài nam tước, xin cảm ơn ngài muôn đời. Thét Nader vừa nói vừa cúi rạp xuống đất. Rồi hắn ra đi, chẳng còn hiểu gì nữa. Ngạc nhiên và sung sướng bởi vì bị đè bẹp dưới những túi vàng vì có những tiếng sét nổ trên đầu, mà lại nổ tung ra giấy bạc. Như sét đánh, đúng, nhưng cũng thỏa mãn hết sức. Giá mà lại có một cái trụ thu lôi chống thứ sét ấy thì lại không may biết bao. Thôi ta cũng nên kết thúc ngay chuyện cái con người ấy. Hai ngày sau những việc mà chúng tôi kể lại lúc này, nhờ sự thu xếp của Marius, hắn cùng với đứa con gái là Ajema đi sang châu Mỹ mang một cái tên giả và một cái hối phiếu 20.000 trang lĩnh từ New York. Sự sa đọa về tâm hồn của Ted con người tư sản không thành ấy, quả không có gì cứu vãn nổi. Sang châu Mỹ cũng như ở châu Âu, hắn vẫn là hắn. Một hành vi tốt đụng phải một con người xấu đôi khi cũng trở thành thối tha và làm nảy ra điều xấu, với số tiền Wood cho, Ted làm nghề buôn người da đen. Thét vừa bước ra thì Marius chạy ngay ra vườn, cô xét lúc ấy còn đi dạo ngoài đó chàng thét cô xét cô xét mau mau lên chúng ta đi đi bác Cờ ơi gọi một chiếc xe cô xét mau lên trời ơi chính người ấy đã cứu sống anh đi mau đừng trì hoãn giây phút nào mình ơi quàng khăn vào cô xét tưởng chàng điên nàng ngoan ngoãn vân theo marigut nghẹn ngào không thở được nữa chàng để tay lên ngực để tránh những tiếng đập quá mạnh. Chàng đi đi, lại lại, bước những bước dài. Chàng ôm cô Sét, em ơi. Cô Sét ơi. Anh thật là một đứa khốn nạn. Marius choáng váng say sưa. Chàng thấy ở dinh van gen một con người cao quý mà âm thầm. Chàng thấy trước mặt chàng là một đạo đức phi thường, cao cả mà hiền từ, mênh mông mà khiêm tốn. Người tù khổ sai đã hóa hình thành chúa cứu thế cái ánh sáng của sự việc phi thường ấy làm cho marigut lóa mắt chàng không hiểu rõ cái gì trước mắt chàng nhưng chắc chắn là một cái gì vĩ đại một lát xe đã chờ trước cửa marigut đỡ cô xét lên rồi nhảy bổ vào xe chàng bảo người đánh xe bắt đánh xe phố lờ hôn a mé số 7. chiếc xe chuyển bánh cô xét nói ồ sướng nhỉ đến phố lờ hôn a mé à em chả dám nhắc chuyện đó với mình Chúng ta đến thăm ông Jim đây. Đến thăm cha em, Cô Sét ạ, à, thật là cha của em, Cô Sét ạ. À. Anh đoán ra rồi. Em bảo là em không thể nhận được cái thư anh Sai Gavro đưa cho em. Cha em đã nhận được thư ấy. Cha đã tìm đến chiến lũy để cứu anh. Vì bản tính của cha là thiên thần, cho nên gặp ai cha cũng cứu, cha đã cứu sống gia vớt. Cha đã cứu anh ra khỏi cái vực thẳm ghê gớm ấy, và đem anh về cho em cha đã cõng anh trên vai chui qua cái cống kinh khủng kia trời ơi anh thật là thằng vong ân bội nghĩa ghê tởm cha là người cứu tinh của em rồi cha lại là cứu tinh của anh em thử tưởng tượng một cái hố sâu đầy bùn khủng khiếp chỉ có chết đuối thôi không có cách nào sống được chết đuối trong bùn lầy cô xét ạ à, cha đã mang anh qua cái hố ấy anh bấy giờ đã chết ngất rồi bấy giờ không trông thấy gì không nghe thấy gì Mù mịt không biết một tí gì về cái chuyện phiêu lưu kinh hải của anh. Chúng ta sẽ mời cha về, sẽ giữ cha ở lại với chúng ta, mặc dù cha bằng lòng hay không, chúng ta không để cha rời đi một bước nữa. Quý hồ là cha có ở nhà. Quý hồ là chúng ta sẽ gặp cha. Anh sẽ trọn đời cúc cung tận tụy phục vụ thờ phụng cha. Phải không em? Cô Tết, phải như thế mới được. Gavro đã đưa bức thư cho cha bây giờ thì rõ quá em hiểu rồi chứ cô sét chẳng hiểu tí gì nàng bảo ừ mình nói phải đấy chiếc xe vẫn chạy bon bon